Thưa quý vị, hiện có khoảng 40% lực lượng lao động trên địa bàn tỉnh tham gia bảo hiểm xã hội và có được kết quả này là do công tác cải cách chính sách bảo hiểm xã hội được chú trọng, các chính sách chế độ bảo hiểm xã hội được thực hiện có hiệu quả. Tính đến cuối năm 2022, toàn tỉnh có trên 358.700 người tham gia bảo hiểm xã hội, chiếm khoảng 40% lực lượng lao động, tăng 1,1 lần so với năm 2018. Trong đó có trên 12.700 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, chiếm gần 1,3% lực lượng lao động, trên 332.000 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, chiếm khoảng 33% lực lượng lao động tỉnh đã điều chỉnh tuổi nghỉ hưu tăng theo lộ trình. Đến cuối năm 2022, tỷ lệ người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội là 7,37%, dân số sau độ tuổi nghỉ hưu trên 274.000 người. Bên cạnh đó, hai lần một năm, 15 trên 15 đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh tiến hành khảo sát, lấy ý kiến tổ chức cá nhân đến giao dịch tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của cơ quan Bảo hiểm xã hội từ đó có những biện pháp nâng cao chất lượng phục vụ giải quyết thủ tục hành chính đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người tham gia và thụ hưởng bảo hiểm xã hội